Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị biết không, mới đây thì tới công chuyện đó nè. Bây giờ tôi nói từ đây sắp tới nha. Từ đây sắp tới là sẽ có rất là nhiều chuyện hay, bởi vì xuất hiện nhiều cái nhân vật rất là ba lơn ba trợn rồi đó, nói chung là nhiều lắm. Thì mới đây có một cái con mẹ coi như là trừ từ trên 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 trời rớt xuống cả nhà. Đi ra đi tu học theo lời Phật dạy mà đi ra để hỏi là tu cao tu thấp, ai ai là tu cao ai là tu thấp. Giờ nghe mọi người xem với em video clip này rồi mọi người coi nè, đúng là cái thứ mà nó té 4 5 cái giếng cả nhà. Đây nè, trời ơi, tượng Phật nè. Phật này là Phật gì vậy cả nhà? Điểm hóa sư phụ tôi. Bó tay luôn trời. Bó tay luôn cả nhà. Bà này coi như là chuẩn bị sẽ có nhiều chuyện hay lắm nè. Chia sẻ mạnh mạnh giùm em đi cả nhà, chia sẻ mạnh mạnh giúp em nha. Phật mà nó, Phật là nó có nhiều loại Phật á, Phật mà kêu bằng nó. Đúng. Đúng rồi, chỉ có sân si thôi mới có là sân si, mới có cao thấp thôi. Đúng rồi, ông Phật này lạ quá. Ông Phật này người ta quá trang thành Phật rồi chụp đưa lên. Lý Hồng Chí. Thấy cái gì? Bà thấy cái gì?
trời ơi. Bỏ tay luôn á cả nhà. Bỏ tay luôn á. Thua luôn. Thôi để mình coi coi Lý Hồng Chí là ông nào nha. Để ở nhà mình coi coi. Thua luôn á. Lý Hồng Chí đúng không cả nhà? À, ông Lý Hồng Chí nè. Lãnh tụ tôn giáo gì nè. Đây 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 đây. Ông này hả? Hèn chi thì vật ông giống giống ông này nè cả nhà. Hả? Nhìn giống ông này nè. Để coi mình coi lại gì là ai vậy? Lý Hồng Chí là người sáng lập ra Pháp Luân Công hay gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công kết hợp gì trời. Thôi cái này bà này bà tào lao nó rồi. Thôi cái bà này bà tào lao nha các vị. Đó coi như là bây giờ nhiều người nhiều cái là coi như là đưa những cái truyền bá những cái thứ tào lao bắt xế vô. Đi tu mà nói tu cao tu thấp, đi tu mà coi như là cái kiểu mà hả đem người này đem người kia ra, tự nhiên cái người còn sống mà đem đi hóa trang thành một cái người giống như Phật vậy, cái đầu chụp hình cái đầu là đưa lên trên trang giấy giống như tờ lịch vậy cả nhà. Cái này là nó hết sức là sằng bậy, và những người con người này có những cái điểm rất là u mê cuồng tín ha, cho đâm ra là chúng ta phải luôn luôn cẩn thận với những con người này cả nhà, nghe không? Bởi vì khi mà ví dụ như là một người ôn hòa tín ngưỡng á, yêu mến Phật pháp, yêu mến coi như là đạo Phật, thì họ sẽ không bao giờ đem lại những cái hình ảnh một cái người Phật lạ mà họ cho là Phật nha. Nha, họ cho là Phật mà người đó còn sống luôn, mà họ cho là Phật rồi bắt đầu là họ đem họ so sánh coi coi là người đó tu cao hay là cái người mà họ đang ngưỡng mộ gọi là sư phụ tu cao. Quý vị thấy rằng chỉ bấy nhiêu đó thôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi là nói lên tất cả những gì của chú anh chị. Những cái thứ mà nó sằng bậy từ đây sắp tới nó sẽ lòi ra những cái như là đạo lạ. Rồi coi như là những cái mà những người đem đi so sánh khập khểnh như thế này. Thứ nhất là những người này thấy ông Sư Minh Tuệ được rất là nhiều người yêu quý, nhiều người yêu mến, trong khi cái đạo hạnh của họ đang theo ha, đang theo một cái sư phụ nào đó mà sư phụ của họ là không được nhiều người quý mến mà cũng không ai biết tới, thì bắt đầu họ mới đem ra họ so sánh, họ so bì. Thứ nhất là để cho nhiều người biết tới, để cho coi như là nhiều người biết tới về cái đạo hạnh của họ, giống như cái đạo nhân quả đó cả nhà. Cái thứ hai nó họ mượn truyền thông đẩy câu chuyện nó cao trào lên nữa để cho nhiều người tò mò tìm hiểu, chỉ vậy thôi. Nên là mấy anh em YouTube đã, nói chung là những người YouTube nó thẳng ra là họ làm trend á, họ gặp ma quỷ rất là nhiều rồi, cái thứ ma ma phật phật gặp nhiều lắm rồi, cho nên họ nhìn họ ngửi cái màu thôi là họ biết là cái gì, muốn ý cái gì liền họ tới liền. Cho nên á là muốn xâm nhập vô hay muốn phá phách này kia phải qua một cái đội quân YouTube chứ không đơn giản đâu cả nhà. Không có đó mình nói thiệt, chứ cả nhà đừng có nghĩ rằng là anh em YouTube họ quay có tánh xấu có chứ không có nha.
nó những thằng mà giật tít câu like rồi rồi nào là những chuyện về chuyện không, nó có chứ không phải không có, nhưng mà cũng có một số người họ rất là tốt nha cả nhà. Cho nên á, bởi vì những cái đạo lạ, những cái sư lạ này cái nọ đó thì sẽ không bao giờ xâm nhập được, rồi sẽ không bao giờ coi như là đi vào trong đó để mà làm những cái chuyện sằng bậy được, thấy không? Tiếp cận là đã khó rồi, cả nhà nhìn đi, bao nhiêu con người từ bữa tới giờ á, là coi như là muốn tiếp cận, muốn làm những cái chuyện mà coi như là xấu xa, nhưng mà bữa giờ có làm được đâu, không hề được cả nhà, không hề làm được và không bao giờ đạt được cái mục đích của mình. Vì sao thế cả nhà? Vì á, mình cho rằng là những người này ha, những người này là những người rất là sằng bậy, xàm xí, xàm ngôn luận ngữ, không có cái mục đích đến là chỉ có muốn là phá người khác. Những người mà tu hành, mà tu tập, những người mà có cái lòng mà coi như là sân si với người khác, khi mà biết người khác á, họ tu tập ha, rồi họ được nhiều người quý mến mà họ sân si lên, những người đó sẽ không bao giờ tu thành cái gì hết, vì lòng đố kỵ họ ra quá lớn, không? Rồi thứ nhất, cái thứ hai nữa, rồi cái tánh sân si họ quá nhiều. Họ tu tập họ không lo, nhưng mà họ lo cái gì cả nhà? Họ lo đem đi so sánh cái người này tu cao hơn. Tôi tu cao hơn anh mới có 6 năm mà tôi 20 năm, mười mấy năm này kia cái nọ. Nhưng mà cả nhà biết nè, những người á thường là chân nhân, những vị chân tu, quý vị để ý như nè, những vị chân tu, những vị chân nhân á, thì họ sẽ không bao giờ lấy bất kỳ một hình tượng nào hay qua lấy bất kỳ ai, họ so sánh với người này, không lấy cái vĩ nhân này so sánh với vĩ nhân kia, không lấy cái đạo hạnh này so với đạo hạnh khác, bởi vì họ biết bất kỳ đạo hạnh nào trên thế gian này cũng hướng con người đến chân thiện mỹ, bởi vì họ biết rằng á là những người mà đã gọi là chân tu thì sẽ không bao giờ đem đi so sánh tôi cô ta tu cao hơn anh tu cao hơn tôi, và tôi coi như giỏi hơn anh giỏi hơn tôi phép thuật hơn anh phép thuật hơn tôi, không có đâu. Những người mà có đạo hạnh, có hạnh tu, những người chân tu, những người chân nhân, quý vị thấy có bao giờ đi lên mạng hay hoặc là đứng trước một ai bá quan đồng đạo, hay đứng trước đồng tu của mình, hay hoặc là đứng trước đạo hạnh hay đạo của người khác phái khác đó, họ có bao giờ họ khoe khoang rằng là tôi đây là tu như thế này, tu như thế kia? Không có đâu. Và quý vị thấy có bao giờ họ xuất hiện không? Chẳng hạn như ông sư Minh Tuệ luôn luôn khiêm nhường, mà không phải nói ông Minh Tuệ là gì, nhưng cái đức tính của Minh Tuệ, cái đức đến của Minh Tuệ nó khác gì những người mà tu mà cần là coi như là cần chuyển khoản, cần cúng dường, rồi thích chuyển khoản, thích cúng nhà rồi này kia cái nọ. Khác lắm, cái mục đích của họ rất là khác. Họ khác như thế nào ạ? Họ khác là vì ha, họ khác là vì họ buông bỏ tất cả, họ đi theo cái hạnh khổ hạnh, theo lời Phật dạy. Họ cũng không quan tâm tới những người khác sân si như thế nào, sân si ra làm sao. Họ nói đi nói lại rất là nhiều lần. Con khác, họ khác, họ chỉ đi theo con, họ tu tập, tu luyện gì đó thì đó việc của họ, đúng không? Họ tự chịu trách nhiệm, còn con cũng vậy, đúng không? Cho nên á là một cái đức tính đó nó sẽ dẫn con người ta đó đến cái gì của chú anh chị, đến một cái sự là hạnh tu và thành công, dễ thành công hơn, bởi vì họ không quan tâm tới những cái thứ xung quanh. Cái mục đích đeo đuổi cuối cùng của họ thì vẫn là đi tu như thế nào để đạt thành cái chánh quả, nhá không? Đó. Cho nên là cái việc như sư Minh Tuệ ông cũng từng nói, ông nói cái câu này là mình nghe mình thấm thẩm. Ông nói cái chuyện tu học tu tập cũng không nên gượng ép. Chẳng hạn như chúng ta ngồi thuyền, không nên gượng ép bản thân mình, cứ đang mệt mỏi rồi cứ bắt một hay là phải ngồi cho bằng được, cũng đang gượng ép giành giật cái việc tu học cho mau đạt thành. Nhưng cái việc nó khi mà tu đã đạt thành thì nó sẽ đến, dẫn đến nó tự nhiên mà đến, có gượng có ép, có chưa đủ phước duyên thì cũng không bao giờ mình đạt được cái điều đó, đúng không cả nhà? Còn nó đến ngày đến giờ đủ phước duyên rồi đó, chỉ cần nhẹ thôi, thiền cái là định ngay tức khắc,
đúng không? Không nên gượng ép, cũng giống như là cái gì, nói đến đây thì cũng giống như là cái việc cúng dường, không nên giành giật xô đẩy chen lấn để giành cái phước. Cái phước của quý vị tự tạo ra, không phải là những cái nắm cơm, những hộp cơm, những thức ăn cúng dường cho sư Minh Tuệ và cái những người đi theo sư Minh Tuệ, mà từ cái phước đức của quý vị tự tạo, từ những cái mà quý vị có thể là ăn chay, hay hoặc là anh chị có thể giúp một người nghèo khó khăn, hay hoặc là một người không thấy đường ngoài đường, hay quý vị có thể là cứu một con vật nào đó trong cái lúc nó gặp nạn gặp nguy. Đó là những cái mà tạo phước đức cho quý vị. Quý vị cần nên làm nó thực tế thực tiễn hơn. Quý vị cũng không nên là đi gọi như là phóng sanh. Vì sao tôi cho nhất là phóng sanh chim? Tại sao tôi nói cái điều đó? Tôi thấy như thế này nè, có người mua phóng sanh thì phải có người đi bắt, trong khi đó con chim nó đang bay lượn trên trời như thế này, quý vị tự nhiên cái đặt 500, 1.000, 2.000 con ví dụ đi, rồi xong cái đầu người ta phải đi bắt, đi săn đi bắt, cả gia đình dòng họ người ta phải đi săn đi bắt, bắt lại rồi sao có chút gì bán lại cho quý vị, ở dưới cổng chùa bán cho quý vị từng lòng như vậy đó, mấy trăm ngàn, 200.000, 300.000, 400.000 đó, để quý vị phóng sanh. Quý vị nghĩ làm điều đó là tốt đúng không? Tốt đó, tốt trước mắt đó. Nhưng quý vị có nghĩ rằng là không có người mua thì sẽ không có người bán không? Đúng không? Quý vị thấy tội nghiệp. Đương nhiên quý vị lúc mà quý vị hào phóng chi hầu bao ra, quý vị phóng sanh như thế, quý vị đang nghĩ gì? Đang thả, đang tạo phước đức. Quý vị nghĩ như vậy á, thì cái người đang săn bắt thì cũng đang nghĩ như quý vị đang nghĩ vậy đó. Đương nhiên rồi, phải đi săn bắt về mới có người mua thả chứ. Quý vị nói không với cái chuyện đó thôi xem, thì cái việc săn bắt thì còn hơn không, đúng không? Cho nên á, là cái việc làm của chúng ta là sao? Cố gắng sống tốt, sống vui, sống khỏe. Còn á, đừng có so sánh cái những người vĩ nhân này với vĩ nhân kia, người nào tu cao, người nào tu thấp, hay là tu như thế nào, tu ra làm sao, để mỗi cá nhân, mỗi nhận định của con người. Bởi vì á, pháp tu của Phật á, là tới 8.000 mấy lần, 84.000 chứ, 84.000 pháp tu là rất là nhiều. Ai hợp với cái hạnh nào thì tu cái hạnh đó. 84.000 nhiều lắm quý vị, đúng không? 84 hay 8.400 ta? 84 em nhớ như 84.000 thì vậy. Nếu như là đâu đơn giản đâu. Có thể là chúng ta ăn rồi chúng ta ăn sạch sẽ nó cũng là một cái tốt. Chúng ta sống mà chúng ta đừng có sát sinh con này con kia cũng là cái tốt. Nó rất là nhiều làm thứ cái tốt để dẫn đến cái con người mình có phước có đức, chứ không phải nhất thiết là phải coi như là gượng ép tu tập người cao kẻ thấp đem ra so bì đâu cả nha. Đó là những cái chuyện là xàm xí, thấy không? Rất là xàm ha. Đó là Dung ngày hôm nay thì em đến với quý vị là như vậy, mong quý vị chia sẻ giùm em để chúng ta tránh những cái đạo lạ nha cô chú anh chị. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.